Xin chào các em, ngày hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu bài số 32 clo để biết được xem là clo có tính chất vật lý và tính chất hóa học như thế nào, điều chế clo ra sao. Phần nhất, tính chất vật lý. Phần tính chất vật lý này chúng ta sẽ nghiên cứu một số đặc điểm của clo, đó là về trạng thái, màu sắc, mùi, độ độc, tính tan và tỷ khối của clo so với không khí. Chúng ta có thể dễ dàng nghiên cứu sơ khoa và có thể tổng hợp lại. Clo là một chất khí màu vàng lục, có mùi sốc, rất độc, tan vừa phải trong nước và trong các dung môi hữu cơ và nặng hơn không khí gấp khoảng 2,5 lần. Chính vì cái tính nặng hơn, có khả năng là nặng hơn không khí gấp khoảng 2,5 lần, cho nên là người ta sẽ thu theo cách nào, dựa vào cái tỷ khối của clo như vậy. Thì có 3 cách. Cách thứ nhất đó là úp ngược ống nghiệm và cho khí clo thổi lên. Cách thứ hai là để ngửa bình. Và cách thứ ba là cho thu qua nước. Thì ở đây ta thấy là cái tỷ khối của clo nặng hơn so với không khí, cho nên là chúng ta không thể sử dụng cách thứ nhất. Cách thứ nhất chỉ dùng cho các khí mà nhẹ hơn không khí. Cách thứ ba là đi qua nước. Thì cái tính chất vừa rồi đó là clo tan ở trong nước, cho nên là khi mà giả sử cho vào cách thứ ba này thì clo sẽ tan một phần ở trong nước này, cho nên là nó sẽ bị hao hụt đi. Cho nên là dùng cách thứ hai để thu clo là cách hữu hiệu nhất, phù hợp nhất. Phần tính chất hóa học, số oxy hóa có thể có của clo thì bao gồm có các số oxy hóa của cả đơn chất và hợp chất, bao gồm có âm 1, 0, dương 1, dương 3, dương 5 và dương 7. Và số oxy hóa chúng ta đang xét đó chính là khí clo. Vì vậy mà khí clo thì có số oxy hóa là 0. Từ số oxy hóa 0 này chúng ta có thể dễ dàng suy ra được là nó vừa có thể giảm về âm 1 hoặc là vừa tăng lên dương 1, dương 3, dương 5 và dương 7. Đấy. Cho nên là trường hợp mà clo biến đổi từ clo 0 về clo trừ 1 nhận thêm 1 e thì ở đây nó sẽ thể hiện tính oxy hóa. Còn các trường hợp còn lại, số oxy hóa tăng từ 0 lên dương 1, dương 3, dương 5, dương 7 thì thể hiện tính khử. Như vậy là clo vừa thể hiện tính oxy hóa, vừa thể hiện tính khử. Nhưng do số oxy hóa ngoài số E ngoài cùng là 7 và có độ âm điện lớn nên tính oxy hóa là đặc trưng. Về tính oxy hóa, số oxy hóa giảm từ 0 về đến âm 1 thì thể hiện trong một số các phản ứng sau đây. Thứ nhất đó là phản ứng của clo với hydro có ánh sáng tạo ra hydro clorua. Phương trình phản ứng là HCl2 cộng với H2 tạo ra HCl. Phương trình thứ hai là khi clo tác dụng với kim loại thì tạo thành muối của kim loại hóa trị cao. Ví dụ như cộng với kali tạo ra KCl, cộng với magie tạo ra MgCl2 hoặc là cộng với sắt thì tạo ra FeCl3. Như vậy là hai phản ứng của clo cộng với hydro và clo cộng với kim loại thì thể hiện tính oxy hóa của cái clo. Trường hợp thứ hai đó là tính khử. Thì khi clo tác dụng với những chất như sau, đó là clo tác dụng với nước thì tạo ra được axit chlorhydric và axit hypochlorure. Thì ở đây khí clo sẽ tác dụng với nước thông qua phản ứng, và cái phản ứng này nó xảy ra theo hai chiều, có nghĩa là phản ứng này xảy ra không hoàn toàn, clo tan vừa phải trong nước chứ không tan hoàn toàn, và tạo ra được axit HCl và axit HClO. Thì chính vì tạo ra được axit HClO nên là trong cái phân tử này thì nguyên tử clo có số sinh hóa là dương 1. Dương 1 cho nên là nó sẽ
có tính oxy hóa rất là mạnh, và chính vì vậy mà nước clo sẽ có tính tẩy màu. Như vậy là clo vừa thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxy hóa, chúng ta đã nghiên cứu các phương trình phản ứng của nó. Dung dịch của khí clo trong nước được gọi là nước clo hay clo ẩn. Trong dung dịch nước clo đó thì có các chất, thứ nhất đó là HCl, HClO và clo. Khi nhúng quỳ vào nước clo thì quỳ sẽ hóa xanh. Do hóa xanh, quỳ xanh vào nước thì quỳ xanh sẽ mất màu, là do là cái HClO sẽ có tính oxy hóa mạnh, nó sẽ tẩy màu của quỳ. Phần thứ ba là trạng thái tự nhiên. Thì clo chỉ tồn tại ở dạng hợp chất chủ yếu là NaCl. Ngoài ra thì clo có hai đồng vị, đó là clo 35 và clo 37. Trong đó thì clo 35 chiếm khoảng 3/4 và clo 37 chiếm khoảng 1/4. Và từ đây ta có thể tính được cái nguyên tử khối của clo xấp xỉ bằng 35,5. Phần thứ tư đó là phần ứng dụng. Clo có thể sử dụng để diệt trùng nước sinh hoạt, sản xuất chất dẻo. Phương trình phản ứng clo cộng với HCl để tạo ra được HCl. Sau đó HCl sẽ phản ứng với C2H2 là acetylen để tạo ra được clo vinin. Và từ clo vinin này chúng ta sẽ trùng hợp để tạo thành PVC, polyvinyl clover. Và từ PVC thì người ta có thể sản xuất ra áo mưa, dép, rồi là ống dẫn nước. Ngoài ra thì clo được dùng để tẩy trắng, sản xuất chất tẩy trắng như nước da ven, sản xuất cao su, sợi tổng hợp, dung môi, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt sâu bệnh. Và phần điều chế thì clo được sử dụng nhiều trong phòng thí nghiệm cũng như là trong công nghiệp. Trong phòng thí nghiệm thì người ta cho KMnO4, MnO2, KClO3, oxy hóa HCl đặc. Lưu ý là phải là HCl đặc. Thứ nhất đó là phản ứng chất đầu tiên cộng với HCl tạo ra được MnCl2 cộng với KCl cộng với Cl2 cộng H2O. Thì cái dấu chấm thứ nhất này, dấu chấm hỏi thứ nhất này đây chính là chất gì? IB, đây chính là KMnO4. Thứ hai là cộng với KCl tạo ra KCl rồi là Cl2 và H2O, đây chính là KClO. Và trường hợp ba là MnO2 cộng với HCl sẽ tạo ra được MnCl2, Cl2 và H2O. Phần thứ hai là trong công nghiệp. Nguyên liệu chủ yếu để sản xuất ra clo trong công nghiệp đó chính là dung dịch muối ăn mã hòa. Và phương pháp ở đây đó sử dụng phương pháp điện phân có màng ngăn. Phương trình phản ứng sau đây là NaCl cộng với H2O. Điện phân dung dịch có màng ngăn tạo ra được là NaOH, H2 và Cl2. Thì ở trong sách khoa người ta có khoảng câu hỏi đó là vì sao trong công nghiệp người ta dùng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hòa chứ không dùng sự tương tác giữa các hóa chất cho quy trình phản ứng oxy khử để tạo ra được clo. Thì thực ra là người ta sản xuất trong công nghiệp người ta sử dụng muối ăn bão hòa, đó là vì nó liên quan đến cái giá thành sản phẩm. Mà chúng ta biết là để sản xuất trong công nghiệp thì sử dụng một cái lượng nguyên liệu rất là lớn để sản xuất ra một lượng lớn khí clo. Và vì vậy mà cái giá thành giữa cái muối ăn và thứ hai là cái hóa chất này thì đã chênh lệch rất là nhiều. Mặc dù là KMnO4, MnO2 và KClO3, cái hàm lượng, tức là cái khả năng tạo ra được clo này cũng khá là cao, tuy nhiên là lợi nhuận kinh tế nó không thể bằng phương pháp điện phân dung dịch muối ăn được, cho nên người ta sẽ sử dụng phương pháp thứ hai này. Và ngoài ra người ta có thể điện phân muối canxi clorua
hoặc là kali quá vừa tạo ra được tiềm, hydro và CL2. Về bài tập thì cô có một số các phương trình, một số bài tập sau đây. Thứ nhất đó là tính chất hóa học đặc trưng của clo là tính khử mạnh, tính oxy hóa mạnh, tính axit mạnh và tính bazơ mạnh. Thế đây, tính chất đặc trưng của clo đây chính là tính oxy hóa mạnh. Câu số 2, clo có tính oxy hóa mạnh là vì nguyên tử clo có 5 e ngoài cùng và độ âm điện lớn. B, nguyên tử clo có 7 e ngoài cùng và có độ âm điện lớn. C, nguyên tử clo có 5 e ngoài cùng và dễ nhận thêm electron. Và D, nguyên tử clo có 7 electron ngoài cùng và dễ nhường electron. Thì ở đây, thứ nhất ta phải khẳng định là nguyên tử clo nằm ở nhóm 7A, cho nên sẽ có 7 electron lớp ngoài cùng. 7 electron ngoài cùng, cho nên là chúng ta sẽ chọn là B hoặc lấy B hoặc lấy D. Bây giờ nó dễ nhường E hay là có độ âm điện lớn? Thì ở đây ta sẽ thấy rằng là nó sẽ có độ âm điện lớn, bởi vì là có 7 e ngoài cùng, nó chỉ cần thiếu một electron để đạt được cấu hình bền của khí hiếm, cho nên nó không dễ gì nhường electron cả như ở đây cả, cho nên là nó sẽ có độ âm điện lớn để hút các electron về phía mình. Câu số 3, sản phẩm phản ứng nào viết sai? Ya liti cộng với Cl2 tạo ra LiCl. B, Ba cộng với Cl2 tạo ra BaCl2. C và ý D. Trong bốn phương trình này thì phương trình viết sai ở đây đó chính là phương trình ý C. ZnCl3 sản phẩm tạo thành là sai, bởi vì là có lo hóa trị 1, số oxy hóa là âm 1, Zn số oxy hóa là dương 2, cho nên chỗ này là phải là ZnCl2 mới đúng. Câu số 4, trong phản ứng Cl2 cộng với H2O tạo ra được HCl cộng với HClO thì clo thể hiện tính gì? A là tính khử, B là tính oxy hóa, C là vừa khử vừa oxy hóa và D là vừa axit vừa bazơ. Thì ở đây ta thấy clo đơn chất số oxy hóa bằng 0. Sau phản ứng, clo trong HCl số oxy hóa âm 1 và trong HClO thì số oxy hóa của clo là dương 1, cho nên là từ 0 có thể giảm xuống trừ 1 hoặc từ 0 tăng lên dương 1, nên nó vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxy hóa.